Ngọc nữ Thái Lan Bison có bạn trai. Trước hàng chục ống kính truyền thông, nam diễn viên Thái Lan Nai Navfat bày tỏ tình cảm với đàn chị hơn 4 tuổi Bison Kim Chanok. Ngày 29 tháng 11, công chúng dậy sóng với màn to tình công khai của nam diễn viên Nai Navfat dành cho ngọc nữ Thái Lan Bison Kim Chanok. Tài tử yêu nhầm bạn thân xác định cả hai đã bước ra ranh giới friendzone. Theo đó, khi tham gia sự kiện, Nai Navfat thú nhận tình cảm của mình dành cho đàn chị hơn 4 tuổi. Trước đó chúng tôi thật sự là bạn, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là sau chuyến đi Milan. Tôi cảm thấy có tình cảm đặc biệt với cô ấy và mong cô ấy mãi hiện diện trong cuộc sống của mình sau này. Do đó, tôi đã xin ý kiến từ đàn anh, làm sao để cô ấy biết tôi thích cô ấy, Nai Navfat nói. Nam diễn viên chia sẻ thêm, tôi nghĩ đến việc nếu tôi chần chừ, cô ấy có thể xác định tình cảm với ai đó và họ sẽ ở bên nhau thật lâu. Tôi không thể chịu được nên đã nhanh chóng gọi điện và nói rõ tình cảm với cô ấy. Tôi đã thích cô ấy trong một thời gian dài nhưng không biết phải làm gì, tôi chỉ cố gắng để cô ấy cảm nhận được. Khi tôi nói với Bison là mình thích cô ấy, Phương đã cười. Chúng tôi đã luôn là bạn bè và đã đến lúc vượt qua ranh giới tình bạn. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1996 cũng thừa nhận Bison Kim Chanok là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Cả hai hợp tác qua hai bộ phim Friendzone và Sợi dây Hoàng Lan. Hồi tháng 6, họ cùng tới Milan tham gia sự kiện thời trang rồi bị bắt gặp đi chơi riêng. Mẹ của Nai Navfat cũng khuyến khích con trai theo đuổi Bison vì bà thích tính cách vui vẻ của cô. Do loạt ảnh tình tứ ở Milan, có nhiều thông tin cả hai đang tìm hiểu nhau. Ngày 27 tháng 11, Marca Nung Canchai, người đã tư vấn cho Nai vô tình tiết lộ họ đang hẹn hò. Nai Navfat có chiều cao 1,85m và là con trai của diễn viên nổi tiếng Kim Pakasi Ansambun. Bà từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 1988. Bison hiện là nữ diễn viên 9X nổi tiếng bậc nhất tại Thái Lan với mức cachet cao, nhiều hợp đồng quảng cáo. Cô nổi tiếng với cái phim như Tình yêu đầu tiên, Chiếc lá cuốn bay, Lừa đều gặp lừa đảo.